Anh Đào Duy ơi, thông thường thì những chú cá rô sẽ có màu gì anh có biết không ạ? Cá nhân tôi được biết thì con cá rô thường thì có màu xám xanh hoặc là xanh đen, nhưng mà đôi khi thì cũng sẽ có những chú cá rô là có màu nâu đất hoặc là màu trắng bạc nữa. Như vậy thì ngày hôm nay Mai Anh sẽ giới thiệu cho anh Đào Duy cũng như là quý vị khán giả một chú cá rô vô cùng đặc biệt, đó là một chú cá rô đồng toàn thân có màu vàng óng khác lạ, đang thu hút sự quan tâm rất nhiều của người dân ấp Ông Nhang Đông, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An những ngày gần đây. Chủ nhân bắt được con cá rô nói trên là gia đình bà Lê Thị Phương và ông Vương Khánh Thảo. Theo thông tin gia đình chia sẻ, cách đây mấy hôm trong một đợt dở dớn trước cửa nhà thì phát hiện con cá rô đồng có màu sắc khác lạ. Thay vì có màu xám xanh tự nhiên như các loại cá đồng khác, thì con cá này lại sở hữu một màu vàng óng từ trên đầu đến đuôi, có những chấm nhỏ màu đen ở phần sống lưng. Con cá có chiều dài 17cm, chiều ngang 6cm, cân nặng trên 120g. Bà Lê Thị Phương cho biết khi nhìn thấy con cá lạ, gia đình bà rất vui mừng vì nghĩ đây là loài cá hiếm. Thấy cá đẹp nên gia đình không mang nấu ăn mà để nuôi cá trong chậu. Biết chuyện, những ngày qua nhiều người tới tận mắt chứng kiến chú cá lạ mắt này. Thưa quý vị, đây là pho tượng nữ thần Saraswati, vợ của thần Brahma, đang được Bảo tàng tỉnh Vĩnh Long trưng bày cho người dân đến tham quan. Và pho tượng cổ này do một người dân trong lúc khai thác cát trên sông Cổ Chiên đã phát hiện, tìm thấy và đưa về thờ ở một ngôi chùa trên địa bàn. Sau đó thì tự nguyện giao nộp cho Bảo tàng của tỉnh Vĩnh Long để quản lý. Và đây là một tư liệu lịch sử rất là đặc biệt, quý hiếm, tiêu biểu của đất nước, góp phần vào việc nghiên cứu lịch sử của vùng đất Nam Bộ. Và bây giờ xin mời quý vị cùng chiêm ngưỡng pho tượng nữ thần Saraswati này quý vị nhé. Tượng nữ thần Saraswati, vợ của thần Brahma, là tượng quý lạ ở Đông Nam Á chưa từng được tìm thấy. Tượng có chiều cao 140cm, thân tượng cao 113cm, được làm bằng đá sa thạch có niên đại khoảng thế kỷ thứ 6, thứ 7. Khuôn đá tượng hình chữ U rất chắc chắn, thân tượng bị gãy tay phải một đoạn, tay trái cầm bình candy tạo nước thánh mang ý nghĩa tạo mầm sống, mang đến sự tốt lành cho cư dân và rửa đi mọi tội lỗi. Tượng nữ thần Saraswati là một kiệt tác văn hóa phản ánh được sự hội tụ kết tinh trong lịch sử giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Ấn Độ, giữa Ấn Độ và khu vực Đông Nam Á, góp phần bổ sung thêm tư liệu cho việc nghiên cứu lịch sử du nhập của văn hóa, tôn giáo Ấn Độ và Việt Nam. Thưa quý vị, sau đây sẽ là một thông tin khiến cho nhiều bà con ở Cần Thơ chúng ta cảm thấy tự hào. Quý vị có biết đó là gì không ạ? Đó chính là thành phố của chúng ta vừa được tạp chí F&W của Ấn Độ bình chọn vào top 7 thành phố có kênh đào đẹp nhất thế giới. Và ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng tìm hiểu về thông tin thú vị này nha. Theo tác giả bài viết, Cần Thơ là một trong những thành phố kênh đào lớn nhất trên thế giới, nằm ở ngã tư của nhiều kênh rạch và sông, có tổng chiều dài 1.157 km và sông Hậu là con sông lớn nhất đi qua thành phố này. Giống như những thành phố kênh đào khác, ở đây cũng có chợ nổi. Chợ lớn nhất và nổi tiếng nhất là chợ Cái Răng, một nơi tuyệt vời để thưởng thức các món ẩm thực Việt Nam. Ngoài ngắm sự sầm uất của khu chợ buổi sớm, du khách có thể tìm hiểu thêm về tập tục sinh hoạt của các tiểu thương sống trên căn nhà di động là những chiếc ghe. Hệ thống kênh mương xung quanh thành phố là mạng lưới du lịch hấp dẫn, thậm chí được đánh giá có sức hút hơn so với những tuyến đường bộ. Ngoài ra, nằm trong danh sách bình chọn của Earth and World, nổi bật với các vị trí hàng đầu như thành phố Venice của Ý và Birmingham của Anh. Khoảng 17h30 phút ngày 12 tháng 11, trong lúc uống rượu giữa Nhạc và anh Nguyễn Chí Thanh, 37 tuổi, ngụ xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, xảy ra cự cãi nhưng được mọi người can ngăn, sau đó cả hai đi về nơi làm thuê để ngủ. Đến khoảng 2h ngày 13 tháng 11, Nhạc thức dậy nhớ lại mâu thuẫn lúc nhậu nên đã lấy cây búa đánh liên tiếp vào đầu và mặt, làm anh Thanh bất tỉnh. Vụ việc được người dân gần đó phát hiện và đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Sau khi gây án, Nhạc đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Tuy nhiên, đến ngày 14 tháng 11, đối tượng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Tại cơ quan công an, Nhạc đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Được biết, Nhạc đã có một tiền án về tội gây rối trật tự công cộng. Hiện công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật. Cũng lại là một vụ dùng búa đánh người hết sức man rợ khác vừa xảy ra cách đây không lâu tại An Giang. Thấy hàng xóm lời qua tiếng lại với cha mình sau trận đá gà ăn thua bằng tiền, nam thanh niên đã chạy vào nhà lấy cây búa ra đập liên tiếp nhiều nhát vào đầu và người của anh hàng xóm cho đến khi nạn nhân nằm bất động thì y mới chịu dừng lại. Với hành vi côn đồ và manh động này, chiều qua ngày 14 tháng 11 tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Sơn, sinh năm 1990, trú tại xã Tây Phú, huyện Thoại Sơn, An Giang, một bản án thích đáng. Sau đây là diễn biến tại tòa. Theo cáo trạng, khoảng 16 giờ ngày 30 tháng 8 năm 2018, Đặng Văn Đẹt tham gia đá gà thua bằng tiền với Nguyễn Thanh Tâm Anh bị thua và không có tiền trả. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, Tâm Anh kêu Huỳnh Văn Trơn đi đòi tiền Đẹt. Khi tới nhà Đẹt, thấy cửa rào khóa,
Chân đã dùng tay đập cửa rào và chửi thề lớn tiếng. Lúc này Đặng Văn Sơn, con của Đẹp, từ trong nhà bước ra nói chuyện. Sau một lúc lời qua tiếng lại, tức giận, Sơn vào nhà lấy một cây búa dài 28cm, rồi mở cửa rào chạy ra, đập thẳng vào mũ bảo hiểm của Chân đang đội, làm cho Chân té ngã xuống đường. Không dừng lại, Sơn tiếp tục lao đến đập liên tiếp 4 đến 5 nhát trúng vào vùng đầu, vai và lưng của Chân. Thấy nạn nhân nằm bất động, đầu chảy nhiều máu, nghĩ Chân đã chết nên Sơn ngừng tay. Sau đó Sơn đến công an xã đầu thú, nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời. Đến ngày 4 tháng 9 năm 2018 thì xuất viện với tỷ lệ thương tật 19%. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Sơn 5 năm tù về tội giết người và buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường thêm cho bị hại số tiền 8,6 triệu đồng. Hẳn là quý vị còn nhớ vụ bạo hành trẻ cách đây không lâu xảy ra tại trường mầm non Ánh Sao Vàng của xã Đa Phước, huyện Bình Chánh mà dư luận hết sức phẫn nộ. Chỉ vì không chịu uống sữa mà một em bé đã bị nữ bảo mẫu hành hạ dã man. Thưa quý vị, bảo mẫu này đã bị bắt tạm giam ngay sau ngày sự việc xảy ra. Ủy ban Nhân dân xã Đa Phước cũng đã lập tức đình chỉ hoạt động của lớp mầm non để xảy ra sự việc. Trong diễn tiến mới nhất, sáng ngày 15 tháng 11, Tòa án Nhân dân huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử sơ thẩm nữ bảo mẫu Trần Thị Hồng Phúc, 26 tuổi, quê tỉnh Long An, tuyên án 1 năm 6 tháng tù về tội hành hạ người khác. Khi nghe tòa tuyên án, nữ bị cáo đã ngã gục xuống sàn nhà và ngất xỉu. Theo cáo trạng, ngày 25 tháng 7, em Ngọc Diễm sinh năm 2013 được gia đình đưa đến lớp mầm non Ánh Sao Vàng, xã Đà Phước, huyện Bình Chánh do Trần Thị Hồng Phúc phụ trách. Khoảng 10 giờ 40 phút cùng ngày, do em giờ bị bệnh nên không chịu uống sữa mà còn ói ra nền nhà, Phúc tức giận dùng dép nhựa đánh đi đánh lại liên tiếp vào Chân và dùng tay đánh vào mặt bé. Thấy bé gái khóc, Phúc lấy cây kéo dùng để cắt giấy trang trí chĩa vào miệng đe dọa thì bé nằm im. Lúc này nữ bảo mẫu tiếp tục dùng tay đánh nhiều cái vào mặt bé rồi mới cho đi ngủ. Kết luận giám định pháp y về thương tích ngày 31 tháng 7 của Trung tâm Pháp y Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh kết luận nạn nhân bị chấn thương phần mềm, gây sưng bầm vùng má, thái dương phải. Thương tích này do tác động từ tay dép nhựa gây ra. Quý vị thân mến, đợt chuyển đổi thuê bao di động 11 số thành 10 số đã diễn ra thành công trong tháng 10 vừa qua với hơn 70 triệu thuê bao được thay đổi. Tuy nhiên, từ 0 giờ hôm nay, ngày 15 tháng 11, các nhà mạng viễn thông trong nước đồng loạt thông báo dừng áp dụng hình thức quay số song song cho thuê bao 11 số chuyển sang 10 số. Thưa quý vị, việc dừng hình thức sử dụng song song này được thực hiện theo lộ trình chuyển đổi SIM 11 số thành 10 số của Bộ Thông tin và Truyền thông. Và ngay bây giờ xin mời quý vị tìm hiểu những thông tin chi tiết sau đây để nắm được những thông tin đầy đủ hơn, tránh những rắc rối khi sử dụng dịch vụ này. Theo đó, sau thời gian áp dụng quay số song song cho các thuê bao 11 số chuyển sang 10 số để người dân làm quen, kể từ ngày hôm nay 15 tháng 11, khách hàng sẽ không thể thực hiện cuộc gọi và tin nhắn tới thuê bao 11 số. Để đảm bảo các thông tin liên lạc không bị gián đoạn, các nhà mạng khuyến nghị khách hàng thực hiện đồng bộ danh bạ trong điện thoại để chuyển toàn bộ thuê bao 11 số về 10 số. Người dùng chủ động thay đổi, cập nhật lại thông tin thuê bao trên các dịch vụ, ứng dụng, tránh gặp rắc rối sau mốc thời gian trên. Thưa quý vị, nhiều năm qua, hàng chục hộ dân tại hẻm 911 thuộc khóm 3, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng khổ sở vì phải sống chung với nguồn nước cạnh nhà. Thông qua đường dây nóng của chương trình, bà con cho biết không chỉ ô nhiễm mà hàng ngày mùi hôi thối bốc lên từ đây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe, đời sống sinh hoạt của bà con. Và điều đáng nói, dù đã nhiều lần phản ánh với địa phương và ngành chức năng, thế nhưng vấn đề ô nhiễm này không những không được khắc phục, thậm chí ngày một nhiều thêm. Thực hư chuyện này ra sao thì phóng viên của chương trình sẽ lý giải ngay sau đây. Nguồn nước ô nhiễm, cá chết hàng loạt, nước chuyển thành màu đen và bốc mùi hôi thối. Thì đi ngang thấy có bốc cái mùi hôi thối thì nhìn xuống kinh sao thấy nước nó đen. Mùi nó bây giờ nó giống như cái mùi tanh, nó thật là tanh, thở còn không được cho nó ăn cơm. Người ta mà nồng lên cái lõi đó. Tất cả các thời điểm trong ngày là đều hôi như nhau và đặc biệt đỉnh điểm là lúc khoảng tầm giờ trưa 11, 12 giờ trưa khi nắng lên gắt á, là mùi hôi nó sẽ cực kỳ nồng nặc. Đây là tình cảnh éo le của hàng chục hộ dân tại hẻm 911, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng phải gánh chịu suốt thời gian qua. Dù đã nhiều lần phản ánh đến ngành chức năng nhưng bà con vẫn phải trông chờ. Ngậm ngùi đứng nhìn 7 công đất trồng sen, nuôi cá bị mất trắng do ảnh hưởng từ nguồn nước đen và bốc mùi hôi thối. Giờ đây lão nông này chẳng thể làm gì hơn ngoài việc gia cố tạm bờ ao để mong vớt vát lại phần nào. Thế nhưng tình hình cũng chẳng mấy khả quan khi cá vẫn chết và sen cũng chẳng thể cho ngó. Nay là 4-5 ngày rồi,
thì coi như là cái nguồn nước thải ở đâu không biết, rồi nó thải vô đây thì nó thúi đen ngầm luôn. Tay bây giờ cái nếu mà cô lội xuống vô bắt đầu nó hôi nè, nó thúi nè, bắt đầu là tay chân nó đóng cũng như là nó gì, nó giống hệt như là nước sơn đen vậy thôi, người ta còn sống không nổi rồi đừng nói cá. Cái vấn đề này hầu như là nó ở đây rất nhiều năm rồi, thì người dân ở đây cũng bức xúc về cái vấn đề này lắm, nhưng mà hầu như là người dân phải cam chịu bởi vì phản ánh rất nhiều lần và vẫn chưa thấy giải quyết được, mà cứ khoảng tầm 1-2 tháng là lại bị một lần. Nhưng mà những lần gần đây là càng ngày càng dày đặc hơn và càng nặng hơn, là mùi hôi nó càng hôi hơn và cái mức độ mà ô nhiễm nó càng nặng hơn. Bà con cho biết đây là tuyến kênh duy nhất cung cấp nước sinh hoạt và sản xuất cho hàng chục hộ dân. Thế nhưng vài năm trở lại đây, nước từ dòng kênh này bị ô nhiễm nặng nề. Hàng ngày mỗi khi còn nước lớn là nguồn nước đen và hôi thối này len lỏi chảy vào khu dân cư, ao hồ. Dòng nước chết, bủa vây khiến đời sống người dân bị xáo trộn. Thế nhưng bà con cũng chẳng biết cầu cứu vào ai. Bởi dù đã nhiều lần phản ánh nhưng đến nay vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng. Trong khi đó, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường 2 cho biết địa phương chưa từng nhận được bất kỳ phản ánh nào của bà con về việc này. Tuy nhiên, qua buổi khảo sát thực tế tại hẻm 911, nguyên nhân ban đầu được xác định là do hệ thống tiêu thoát nước dẫn ra kênh 8 mét bị ứ động, đồng thời do ảnh hưởng triều cường nước sông dâng lên chảy tràn vô nên gây ô nhiễm. Từ thả mình xuống thì mình chỉ dự đoán thôi, dự đoán là cái này chắc nguyên nhân một do tháng lúc này thì trời không mưa, thứ hai là các hộ dân sử dụng nước thì sẽ ứ động cái hệ thống cống thoát nước Tiến Dương Kỳ Hiệp, bên cạnh đó là nó không được thông thoáng chảy ra lý do là cái cống thoát nước Dương Kỳ Hiệp, những cái hộ dân ở tuyến khu vực 586, các hộ tuyến Dương Kỳ Hiệp là thoát ra hệ thống thoát nước Dương Kỳ Hiệp rồi xuống kênh 8 mét và chảy đi thẳng ở sông Mekong. Hiện trạng thì cái kênh 8 mét đang san lấp thì nói chung là cái này thì nó không có thông thoáng dòng chảy, từ đó thì nó sẽ ứ động lại trong cái hệ thống cống tại Dương Kỳ Hiệp, rồi cái khu vực mà nước sông nó dâng lên thì nó chảy vô đây nên nó gây ô nhiễm. Trong khi chờ đợi công trình kênh 8 mét hoàn thành và đưa vào sử dụng, dự kiến vào cuối năm nay, trước mắt địa phương sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra xác định nguyên nhân, đồng thời sớm tìm giải pháp khắc phục. Mặc dù chưa có thời gian cụ thể, nhưng hy vọng những lời hứa từ ngành chức năng sẽ được sớm thực hiện để bà con nơi đây sớm ổn định cuộc sống. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Tiêu Điểm Nóng cũng đã hết. Mọi ý kiến, phản ánh, những bức xúc về các vấn đề tại địa phương, quý vị có thể liên hệ về số điện thoại đường dây nóng của bản tin Tiêu Điểm Nóng 097-122-5053. Còn bây giờ xin được hẹn gặp lại tất cả quý vị vào lúc 18 giờ hàng ngày trên sóng của truyền hình thành phố Cần Thơ để có được những thông tin nóng nhất và mới nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.